Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cao điểm, nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện và xử lý nghiêm. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, ngày đầu tiên giao quân thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 10.322 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 23 tỷ đồng, tước 2.219 giấy phép lái xe các loại. Trong đó có 2.393 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 2.000 trường hợp vi phạm về tốc độ, hàng trăm trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo phương tiện. 22 trường hợp lái xe dương tính với ma túy,